Thưa quý vị, chiều 24 tháng 8 năm 2022, nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Hứa Công Nguyên, 41 tuổi, là cựu thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Nho Quan tại tỉnh Ninh Bình để điều tra về tội nhận hối lộ. Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Qua bước đầu điều tra, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã xác định trong quá trình đương chức, thẩm phán Hứa Công Nguyên được phân công thụ lý xét xử một vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn huyện Nho Quan. Trong quá trình thụ lý, ông Nguyên đã có hành vi vòi tiền và nhận của bị cáo 20 triệu đồng nhằm giúp bị cáo được hưởng án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 3 năm. Hiện cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang tiếp tục làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.